Em Minh Cô Gỗ Hoàng Tiến xin được trân trọng kính chào tất cả các bác nhé. Hiện tại em đang đứng ở showroom của công ty để giới thiệu cho các bác một siêu phẩm có 102. Ở Hoàng Tiến thì lúc nào cũng có siêu phẩm rồi các bác ạ. Nhân vật em muốn đề cập tới ngày hôm nay đấy là cái mặt bàn bằng gỗ cấm lai rất là lớn này. Em tin chắc rằng có 10 bác thì phải 9 bác chưa bao giờ thấy những cái siêu phẩm này. Tại vì rất là hiếm để mọi người nhìn thấy được cái mặt bàn nó lớn như thế này luôn. Đây, các bác nhìn này, rất là to, dài và rộng. Ở Việt Nam mình ấy, rất là hiếm những cái gỗ cấm lai rồi, mà đặc biệt là những cái siêu phẩm như thế này còn hiếm hơn nữa. Thì em xin phép được giới thiệu một chút về kích thước của cái tấm cấm lai này như sau ạ. Tấm cấm lai này, nói chính xác hơn là mặt bàn cấm lai này có chiều dài lên tới là gần 7m, 6m97 các bác ạ. Dài 6m97, độ rộng của nó là 1m40 nhá, 1m40 dọc vuông và dài 20cm. Đi kèm với nó là một đôi chân cực kỳ là dày dặn và chắc chắn, dày 20 các bác ạ. Đây các bác này, tổng cao lên bề mặt là 81cm. Đấy, thì cấm lai các bác không xa lạ gì nữa rồi, là một loại gỗ rất là quý và hiếm. Nó quý tại vì là bên mình giờ không còn nữa rồi, thì phải có gỗ nhập khẩu rất là cứng và bền. Nói chung là tuổi thọ của những cái sản phẩm này thì hàng nghìn năm, nói chung là để không bao giờ hư được các bác ạ. Cái vài gì vài trăm vài nghìn năm thì may ra nó còn hư, chứ còn mà theo em những cái loại gỗ như thế này thì cũng không bao giờ hư được, tại vì nó là gỗ nó rất là bền với thời gian, nó không giống như là sắt thép. Sắt thép thì nó còn còn mòn được, chứ còn riêng với gỗ tự nhiên như thế này thì rất là quý và hiếm. Gỗ đã quý rồi mà cái kích thước nó lớn như thế nữa lại càng hiếm các bác ạ. Đấy, các bác rất hiếm khi được thấy những cái siêu phẩm mà dài đến tận 7m, kinh luôn. 7m dọc vuông các bác nhá, rộng 1m40 dọc vuông và dày 20cm. Đấy, mặt bàn có kích thước rất là lớn các bác này. Đấy, vân chun này. Đặc biệt với gỗ cấm lai ấy, nhìn phát là biết là cấm lai rồi. Vân chun của nó rất là riêng biệt. Đây là những cái đường chun chỉ kết hợp với đấy là những cái đường vân không giống bất kỳ một loại gỗ khác. Vân bông các bác này, không giống như những cái loại gỗ khác. Và đặc biệt hơn nữa là những cái vân của nó phân bố hết các cái bề mặt của cái sản phẩm nhé, chứ không có tập trung ở một cái bên nào cả, mà nó tập trung ở tất cả bề mặt, tạo nên cái vẻ đẹp tổng thể rất là hài hòa. Cái mặt bàn này ấy, thì bên em đã phun bóng mờ các bác nhé, đã lên bóng mờ cho em ấy, sờ rất là sướng tay, rất là mềm mượt, rất là gọi là cảm giác sờ vào rất là thích, rất là nhẵn. Dày 20 luôn. Bình thường ấy, nếu như những cái loại gỗ khác ấy thì nó chỉ vài chục thôi, vài chục đến 100 gì đấy với cái kích thước như thế này, nhưng mà đặc biệt với cái siêu phẩm này thì nó phải lên tới vài trăm triệu các bác ạ. Rất là hiếm để sở hữu được những cái siêu phẩm như thế này, tại vì thứ nhất gỗ nó rất là quý rồi, cấm lai là quý nhất trong các loại gỗ rồi. Trong những cái dòng chiếu ngựa ấy thì cấm lai là số 1, rất là quý và hiếm. Mà đặc biệt hơn nữa lại là kích thước khủng, kích thước vô đối. Chưa bao giờ thấy những cái mặt bàn nào mà nó dài như thế này, nó rộng như thế này các bác ạ. Đấy, hiện tại thì siêu phẩm này đang có mặt ở công ty Hoàng Tiến các bác nhá, ở địa chỉ đường Tránh thành phố Thanh Hóa nhá. Hoặc là mọi người cũng có thể gọi điện trực tiếp tới những cái số điện thoại em đã ghim trên bài đăng đấy ạ, để mọi người tới tham quan và chiêm ngưỡng những cái siêu phẩm bên em nhé. Bên em không chỉ chú ngựa nguyên khối hàng khủng, mà còn có cả bàn ghế, sofa, K3, kệ tivi, trường kỷ. Đấy, vô vàn những cái loại đồ gỗ mà các bác yêu thích. Em xin được trân trọng cảm ơn các bác đã xem video ngày hôm nay ạ.